bỏ hơn 20 triệu đồng để sở hữu một chiếc xe 50cc thời trang, cá tính và tiện dụng. Vậy thử xem liệu chiếc Diamond Pro này có hot hit như lời đồn không nhé. Giá tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ trả góp. Hãy like và share để nhận ngay phần quà trị giá 500.000 đồng. Điều đầu tiên đập vào mắt của quý vị thì chắc chắn là sự bắt mắt của màu sắc đúng không ạ? Với màu xanh ánh hồng trên nền nhựa ABS cực kỳ bền chắc và lớp sơn sáng bóng như thế này thì có thể thu hút mọi ánh nhìn khi mà chúng ta di chuyển trên đường. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này đó chính là hệ thống đèn LED ban ngày với dải đèn LED ở giữa có thể đổi màu, cực kỳ thu hút và bắt mắt. Khi mà ngồi lên thì hiện tại là tôi đi cả giày cao gót là khoảng 1m70 thì có thể cảm nhận là không gian của chiếc xe rất là rộng rãi, thoải mái, không hề gây khó khăn trong quá trình chúng ta ngồi và di chuyển. Chiếc xe thì được trang bị hệ thống đèn pha cốt bằng đèn LED, khả năng chiếu sáng cực kỳ tốt, sẽ hỗ trợ rất là tốt với các chị em có tầm nhìn kém một chút, ví dụ như là cận hay loạn thị, di chuyển trong bóng tối rất là dễ dàng này. Hệ thống bảng điều khiển điện tử cực kỳ hiện đại và dễ nhìn, chúng ta có thể nhìn rõ mọi thông số như là xi nhan, cột xăng, tốc độ và đặc biệt là có thể nhìn giờ ngay trên chiếc xe của chúng ta nữa mà không cần phải vừa di chuyển trên đường, vừa rút điện thoại ra xem là bây giờ mấy giờ rồi. Và khi mà chị em lựa chọn xe không biết như thế nào nhưng với riêng Bích Huệ thì thứ nhất là đẹp và thứ hai đó chính là cần phải có một không gian thoải mái của chiếc cốp. Bởi vì khi mà chị em ra ngoài đường thì có rất là nhiều đồ đạc cần để, như chống nắng này, đồ make up này, mũ bảo hiểm, vân vân. Thì với một thao tác mở cốp đơn giản thì chúng ta có thể mở ra một chiếc cốp 18 lít của chiếc Diamond Pro, có thể để cả nhà để di chuyển ra ngoài luôn quý vị ạ. Và phần yên xe thì được trang bị rộng rãi, êm ái, thoải mái khi mà chúng ta di chuyển với lớp da kết hợp với nỉ như thế này, cực kỳ là bền chắc. Một chiếc xe với thiết kế dáng Vespa với nhiều màu sắc trendy và thời thượng, liệu có đủ để chiều lòng tất cả các chị em hay không? Nhưng mà khi di chuyển trên đường với một chiếc xe thì chúng ta sẽ lưu ý đến điểm an toàn nữa. Và chiếc Diamond Pro này thì có thể đáp ứng điều đó với thiết kế phanh đĩa ở bánh trước cực kỳ an toàn. Và đây là một chiếc lốp xe không xăm. Vậy thì nó sẽ có điểm khác biệt gì đây? Đó là khi mà chúng ta di chuyển trên đường gặp phải một vài sự cố nhỏ như là đinh đâm vào bánh xe chẳng hạn, thì nó sẽ khác với các dòng xe có lốp khác, đó là một là sẽ bị nổ luôn và bị xẹp lốp. Thì với chiếc xe này, quý vị vẫn có thể thoải mái tiếp tục di chuyển và tìm những cái tiệm sửa xe gần nhất để xử lý những cái sự cố đó cho chúng ta mà không hề gặp khó khăn hay là mất an toàn trong quá trình chúng ta di chuyển. Động cơ xe là dung tích xi lanh 49,5cc. Khi vận hành, vận tốc tối đa không quá 50 km/h. Đây đều là các thông số đạt đúng tiêu chuẩn của Cục Đăng Kiểm Việt Nam và đặc biệt phù hợp cho các bạn học sinh từ cấp 3 hoặc những người chưa có bằng lái. Ưu việt hơn nữa là động cơ tiết kiệm nhiên liệu chỉ 1,6 lít trên 100 km. Giá tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ trả góp. Hãy like và share để nhận ngay phần quà trị giá 500.000 đồng. Đúng như lời đồn thì chiếc Diamond Pro này hoàn toàn êm ru trong quá trình chúng ta di chuyển, không hề có tiếng ồn động cơ, thậm chí ngay cả khi chúng ta tăng tốc độ lên thì động cơ vẫn êm ru. Yên xe thì được bọc da nỉ với lớp đệm dày nên là trong quá trình ngồi thì cảm thấy rất là thoải mái. Và đặc biệt là không gian xe, hiện tại là tôi đi giày cao như thế này nhưng mà chân không hề bị gập cũng như là cảm thấy khó chịu, bị chạm đau trong quá trình mình di chuyển. Thiết kế thông minh nhỏ gọn nên là khi mà chúng ta di chuyển trong những khu vực địa hình như là ngõ nhỏ như thế này thì cũng rất là dễ dàng. Và đúng là như lời đồn, chiếc Diamond Pro này thì cực kỳ êm ru, không hề có tiếng động cơ trong quá trình chúng ta di chuyển. Và mặc dù khi mà tôi tăng tốc độ thì động cơ vẫn êm ru như thế. Và phanh đĩa của chiếc xe thì hoạt động rất hiệu quả, rất tốt, cực kỳ an toàn, vô cùng nhạy trong quá trình chúng ta di chuyển trên đường. Với rất là nhiều những cái tính năng ưu việt đó mà chiếc xe chỉ vỏn vẹn hơn 20 triệu đồng thôi. Vậy thì đã đủ để chiều lòng tất cả quý vị chưa ạ? Quý vị hãy liên hệ ngay với showroom xe Bảo Nam để có thể sở hữu chiếc xe này cho mình.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ ship hàng toàn quốc với bất kỳ chiếc xe nào mà quý vị yêu thích, hỗ trợ trả góp và đặc biệt là hỗ trợ làm đăng ký cực kỳ nhanh gọn. Với chiếc Diamond Pro này thì khi sử dụng quý vị sẽ không cần đến bằng lái. Hãy liên hệ ngay với số điện thoại qua hotline của chúng tôi quý vị nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này của Xe Bảo Nam. Hãy nhanh chóng bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ngay bên dưới video này để bạn có thể nhận được video tiếp theo của Xe Bảo Nam sớm nhất. Hãy đăng ký ngay bây giờ. Đừng quên bấm vào nút có hình quả chuông để lần sau Xe Bảo Nam phát sóng là bạn sẽ nhận được video sớm hơn người khác. Xe Bảo Nam xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website xebaonam.com hoặc gọi trực tiếp tới số hotline 0979 662288. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!